Vâng, rõ ràng là mặc dù đâu đó vẫn còn những điểm cần phải cải thiện, thế nhưng chiến thắng này vẫn là một kết quả rất đáng nhớ với Manchester United, đặc biệt là các tân binh của họ, De Ligt, Mazzarri và đặc biệt là Joshua Zirkzee. Một màn trình diễn 10 điểm không có nhưng của cầu thủ người Hà Lan cũng là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế số ra ngày hôm nay. Tờ The Times Sport trong ngày hôm nay sử dụng hình ảnh tân binh Joshua Zirkzee của Manchester United ăn mừng cùng dòng tít lớn, tạm dịch là tâm ảnh hưởng được thể hiện ngay lập tức. Chỉ mất khoảng 20 phút kể từ khi được đưa vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ người Hà Lan đã ngay lập tức ghi bàn, mang về thắng lợi tối thiểu cho Manchester United. Trong khi đó, tờ The Guardian Sport thì dù dòng tít, Manchester United cuối cùng cũng tìm ra giải pháp để nói về lối chơi của họ trong trận này. Khi những phương án trên hàng công của Huấn luyện viên Ten Hag như Bruno Fernandes hay Mason Mount đều tỏ ra vô duyên, thì quyết định đưa Zirkzee vào sân là hoàn toàn chính xác. Tờ The iSport sử dụng dòng tít chơi chữ ZZ đứng đầu bảng, gợi ý về cái tên bắt đầu bằng chữ Z của Zirkzee, đáng lẽ ra phải đứng ở cuối bảng chữ cái. Nhưng anh đã tỏa sáng để giúp cho Manchester United có thắng lợi và sau trận là tạm thời giữ vị trí dẫn đầu bảng ngoại hạng Anh. Vâng, ít giờ sau chiến thắng 2-0 của Liverpool thì một ứng cử viên khác cho chức vô địch là câu lạc bộ Arsenal cũng đã có được chiến thắng tương tự trước đối thủ là Wolverhampton. Những người đã lập công cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta là Kai Havertz và Bukayo Saka và qua đó giúp cho Arsenal có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Và những diễn biến chi tiết của trận đấu này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong bản tin nhịp đập thể thao phát sóng lúc 6 giờ sáng ngày mai trên kênh VTV3. Còn và trận đấu tâm điểm của vòng mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào ngày mai khi câu lạc bộ Chelsea tiếp đón Manchester City. Và trong buổi họp báo trước trận thì nhiều câu hỏi đã xoay quanh huấn luyện viên Enzo Maresca và vị chiến lược gia người Italia thì vẫn chưa đem lại cho các cổ động viên sự yên tâm, nhất là sau những kết quả không tốt trong chuyến du đấu mùa hè. Tôi mới nắm quyền điều hành đội bóng trong một tháng trở lại đây và thật khó để tôi có thể giúp đội bóng thi đấu tốt ngay lập tức. Tuy nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy các cầu thủ chơi tiến bộ từng ngày. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đang thi đấu tốt hơn những gì mà tôi mong đợi. Sự ra đi của Julian Alvarez, chấn thương của Oscar Pop hay Rodri khiến cho sơ đội hình của Manchester City bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều ở trận đấu này. Trong chuyến du đấu hè, Manchester City từng đánh bại Chelsea với tỷ số 4-2 trên nước Mỹ. Trong mùa hè vừa qua, Chelsea đã mang về đến 12 tân binh. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm, huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ cần thêm thời gian để định hình đội bóng. Sau kỳ Copa America vừa qua thì nhiều đội tuyển không có thành tích tốt đã quyết định thay các huấn luyện viên, trong đó có đội tuyển Paraguay. Và mới đây thì vị tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này cũng đã được công bố. Liên đoàn bóng đá Paraguay ngày hôm qua đã tổ chức buổi lễ ra mắt huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia nước này là ông Gustavo Alfaro. Hợp đồng của nhà cầm quân 62 tuổi sẽ có thời hạn đến hết vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và nếu có thể đưa đội tuyển Paraguay vượt qua vòng loại thì hợp đồng sẽ được gia hạn thêm. Gustavo Alfaro đã dẫn dắt đội tuyển Costa Rica tại kỳ Copa America vừa qua, nhưng ông quyết định chuyển tới làm việc tại đội tuyển Paraguay vì nhận thấy những tiềm năng của đội bóng này và cũng để tìm kiếm những thử thách mới. Câu lạc bộ San Diego Wave tại giải bóng đá nữ vô địch nước Mỹ NWSL vừa xác nhận cựu danh thủ Landon Donovan sẽ là huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng từ nay cho đến cuối mùa giải. Đây sẽ là câu lạc bộ thứ hai mà Donovan dẫn dắt. Trước đó, ông từng có 3 năm làm việc tại đội bóng nam San Diego Loyal. Dù là đương kim vô địch của NWSL, nhưng San Diego Wave hiện tại lại đang nằm ngoài nhóm dự playoff khi mới chỉ có được 3 trận thắng. Và nhiệm vụ của huấn luyện viên Donovan sẽ là vực dậy đội bóng này. Một hành trình mới lần đầu tiên xuất hiện trên VTV. Thử thách cùng cung đường chạy đẹp nhất ở một nơi đẹp nhất. Trải nghiệm cùng nắng, gió và âm nhạc trong sắc màu hoàng hôn trên biển. Một hành trình rực rỡ cho những ai đam mê môn chạy bộ tại Việt Nam trong tháng 10 này. Giải Marathon Quốc tế VTV Ngọc Kim Bành Phép Bà 2024.
Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác của thể thao quốc tế. Thưa quý vị, Imane Khelip đã tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế tại kỳ Olympic vừa qua. Bỏ ngoài tai những tin đồn về giới tính của mình, thì cô vẫn thi đấu thành công để mang về tấm huy chương vàng môn quyền Anh, hạng cân 66kg của nữ. Và mới đây thì buổi lễ diễu hành ăn mừng tấm huy chương vàng của Imane Khelip cũng đã được tổ chức. Hàng nghìn người dân Algeria đã đổ ra đường để chia vui cùng Imane Khelip sau khi cô giành huy chương vàng hạng cân 66kg của nữ tại Olympic Paris. Buổi lễ diễu hành đi qua những con phố lớn tại thành phố Thiaret. Đây cũng là nơi cô lớn lên và theo học quyền Anh. Buổi lễ diễu hành cũng đi qua văn phòng thành phố Thiaret, nơi Imane Khelip được nhận hoa và bằng khen của những quan chức cấp cao. Olympic Paris đã khép lại được gần một tuần. Nhưng phải đến thời điểm này, Anna Maria Barbosu mới nhận được tấm huy chương đồng ở môn thể dục dụng cụ. Lý do của điều này đến từ việc Ủy ban Olympic Romania đã kháng cáo thành công lên tòa án trọng tài thể thao nhằm trừ điểm của vận động viên giành huy chương đồng là Jordan Chiles. Vận động viên người Mỹ bị trừ 0,1 điểm và rơi xuống hạng 5 chung cuộc. Vị trí thứ 3 và tấm huy chương đồng qua đó thuộc về Anna Maria Barbosu. Sau 2 thập kỷ tổ chức, VTV Cup đã trở lại trong tháng 8 này. VTV Hero League Cup 2024. Tự hào, tỏa sáng.